Các bạn đang nghe truyện nói bừa công pháp, đồ nhi ngươi thật luyện thành trên kênh TV. Chương 873, Dụ Dỗ Nếu chu hành chính không bán đứng mình, làm sao có thể thu được viên đan dược quý giá như vậy chứ? Vì vậy, không hề đề phòng, nó đưa viên đan dược cho chu hành chính. Ta có hơi nhiều đan dược này, thế này này, tiểu kim này, ngươi giữ viên này, còn lại ta sẽ lấy. chu hành chính đổ một viên đan dược, đưa cho kim giác lộc một cách kính đáo, còn lại hắn tức đi. Không được, đây là của ta. Kim Giác Lộc nóng nảy bước tới. "Ba, Chu Hành Chính đập vào đầu nó một cái, ngươi nghĩ ta đang chiếm đoạt đang dược của ngươi sao? Ta, Chu Hành Chính, làm mọi việc đều quan minh chính đại, sao lại làm chuyện như vậy? Ta đang cân nhắc cho cha ngươi, loại đan dược này là để mang cho cha ngươi. Ngươi có cơ hội, nếu cha ngươi dùng đan dược này, e rằng có cơ hội trở thành linh thú siêu lục giai." đã là siêu lục giai, cần phải kết bạn với chí cường giả sao? Kim Giác Lộc còn muốn nói thêm điều gì thì Chu Hành chính lại vỗ đầu nó và nói với vẻ tức giận, sao ngươi lại không có chút lòng hiếu thảo nào vậy chứ? Ta đang cân nhắc cho cha ngươi, nhưng ngươi còn chẳng nghĩ đến cha ngươi một chút nào, không nghĩ đến việc báo hiếu sao, Tiểu Kim, ngươi sao có thể trở thành một con hưu như thế này hả? Nếu tố cô nương, Nguyệt cô nương biết rằng ngươi là một con hưu bất hiếu như vậy, các cô nương ấy sẽ nghĩ về ngươi như thế nào, khi các cô ấy biết ngươi là một con hưu bất hiếu, họ còn coi trọng ngươi nữa không? Kim Giác Lộc lập tức lộ vẻ xấu hổ, ngươi nói đúng, hãy mang viên đan dược này đến cho cha ta. Chu Hành Chính gật đầu một cách hài lòng và nói, được rồi, nếu sau này có đan dược thì ngươi tự giữ lại ba phần, bảy phần còn lại giao cho ta, ta sẽ chuyển giao cho cha ngươi. Cái này, cái này, cái này không được. Kim Giác Lộc mở to mắt, lần này không có bảy phần, nó đau khổ. Hiếu kính với người cha già không phải là sự hiếu kính như vậy. Một mặt, Chu Hành Chính chỉ biết tiết rèn sắt không thành thép mà nói, "Tiểu Kim à, đây là cha ngươi, sắp trở thành linh thú siêu lục giai rồi, cần nhiều đang dược hơn. Nếu cha ngươi trở thành siêu lục giai đồng nghĩa với việc ngươi có một người cha siêu lục giai là chỗ dựa. Bảy phần đâu có nhiều đâu." Huống hồ gì, khi tố cô nương Nguyệt cô nương biết các ngươi là những đứa con hiếu thảo như vậy, họ có thể sẽ thưởng cho các ngươi nhiều đan dược hơn. Điều này giúp chúng ta thu được nhiều đan dược hơn. Kim giác Lộc chớp mắt liên tục, đầu óc hơi quay cuồng nhưng cảm nhận được những lời chu hành chính nói rất hợp lý. Cái đó, cái đó tốt thôi. Gật đầu đồng ý, đó mới đúng chứ. Để trở thành một con hu hiếu thảo, hãy nhìn cách tố cô nương hiếu thảo với sư phụ của cô ấy. Khi biết rằng ngươi là một con hu hiểu biết cô ấy sẽ có thiện cảm với ngươi hơn và đương nhiên khi ban thưởng đang dược sẽ hào phóng hơn chu hành chính vỗ mạnh đầu kim giác lộc và hài lòng gật đầu nói lý huyền chứng kiến mọi việc diễn ra không nhịn được mà im lặng chu hành chính này thật sự có tài trong việc lừa linh thú mà sau khi lắc lư kim giác lộc chu hành chính bắt đầu chế tạo bản hiệu của trường thanh cát làm cho tất cả trông đẹp mắt sau đó hắn tiếp tục hỏi tố linh tú xem hắn có một người thân trưởng bối bị thương nặng có thể tới để cô ấy chữa trị hay không tố linh tú gật đầu bảo hắn dẫn người đó đến và chuẩn bị sẵn tiền khám bệnh và linh dược tại di tích của xích minh tông người ta dựng lên một tòa trang viên trên tấm bảng hiệu có viết ba chữ trường thanh cát tự nhiên thu hút sự chú ý của các linh tông thế gia của lạc châu tất cả đều lặng lẽ quan sát hoài nghi về nguồn gốc của trường thanh cát này liệu nó có đến từ vạn thế minh, thiên vũ điện hay là lôi vân sơn trang hay không? Nếu như trước đây, ác hẳn sẽ có các linh tông thế gia trực tiếp đến cửa để điều tra về lai lịch của họ, nhưng sau khi trải qua cuộc đại chiến với vạn thế minh, và sau khi chứng kiến vị trí cường giả này là thường đại ngưu, các linh tông thế gia bắt đầu cẩn thận hơn. Đặc biệt là Phạm Khai Sơn, vị trí cường giả của Lôi Vân Sơn Trang đang trấn giữ tại Lạc Châu, sắc mặt cũng rất khó coi. Tố Linh Tú đang sử dụng đưa tin phù để duy trì liên lạc với Phương Hạo, thu thập thông tin mới nhất về giới võ đạo ở linh vực, trong khi hứa viêm và mạnh trùng vẫn chưa liên lạc được vì thoát khỏi phạm vi của đưa tin phù. Các học trò đang xông xáo bên ngoài, Lý Huyền chỉ đổi chỗ ở, tiếp tục thông dong tự tại, nghiên cứu pháp tắc thiên địa và tiếp tục biên soạn thần thông võ điển. Và cứ sau một khoảng thời gian, đại đạo Kim Thư sẽ phản hồi, thì khi thì là hứa viêm thì là mạnh trùng giết được những luyện thần thiên nhân đại đệ tử cùng nhị đệ tử có vẻ như cũng đang đánh giết ở khắp mọi nơi với tư cách là minh chủ của ngọc châu minh phương hạo đã gặp gỡ thẩm thái cường giả đứng đầu của ngọc châu minh đạt được một số thỏa thuận hơn nữa phương hạo còn trực tiếp hiện thân uy hiếp các linh tông và thế gia còn lại ngọc châu minh chính thức xuất hiện và đồng thời kiểm soát thuận lợi vùng đất trước đây thuộc về ngọc thần tông và túc gia đã được công khai tuyên bố tất nhiên khi tiếp nhận vùng đất họ đã ra mặt đánh bại các cường giả của thẩm gia chứ không tiết lộ về giao dịch bí mật với thẩm gia thẩm gia là một thế gia có địa vị này họ có thể bí mật thu thập được một số thông tin tình báo từ các linh tông thế gia khác vì vậy không cần thiết phải tiết lộ mối quan hệ giữa họ một khi nó bị lộ ra sẽ không có ích lợi gì cho cả hai bên ổn định cục diện ngọc châu ngọc châu minh chính thức chiếm được một vị trí vững chắc đồng thời tiếp tục ban hành các quy định cho các tán tu công bố các nguyên tắc hòa bình chung sống và bình đẳng với các linh tông thế gia cũng như chia sẻ các nguồn lực hơn nữa tiếp tục loại bỏ các linh tông thế gia nhị lưu trở xuống chỉ còn lại các linh tông thế gia hạng nhất ở ngọc châu cục diện vẫn nằm ở chỗ các linh tông thế gia là một phe và ngọc châu minh là phe còn lại liên quan đến trịnh quốc ngọc châu minh cũng không can thiệp để trịnh quốc tiếp tục duy trì lập trường trung lập cùng vị thế đặc thù của mình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã giao đến thời điểm này cục diện ngọc châu đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất các tán tu cuối cùng cũng có một nơi trú ngụ riêng ngoài ra võ đạo công pháp cũng bắt đầu được truyền bá đây đều là công pháp được thu được từ ngọc thần tông và túc gia trong thập bát châu của linh vực ngoài tổng minh thần châu của vạn thế minh thập thất châu còn lại thực sự đã tranh thủ được một chỗ trú ngụ cho các tán tu thực sự hòa bình chung sống với các linh tông thế gia chỉ có ngọc châu là làm được và danh tiếng của minh chủ ngọc châu minh phương hạo cũng bắt đầu lan truyền trong linh vực vạn thế minh tổng minh đã vô cùng kinh ngạc dinh chủ của ngọc châu minh này đã lặng lẽ thay đổi sang một người khác Tiếp theo, bất ngờ hoàn thành được công việc mà Vạn Thế Minh vẫn muốn hoàn thành. Phương Hạo tiếp tục chỉnh đốn ở Ngọc Châu, liên tục công bố một loạt các quy định, thiết lập hệ thống tình báo, xây dựng hệ thống tin nhắn và thay thế phương thức truyền tin cũ là phi yến. Bố trí trận pháp bên trong những mỏ linh tinh, xây dựng nên thành trì lớn của Ngọc Châu Minh. Tại Ngọc Châu, Thẩm Thái tỏ ra bất lực, không thể ngăn cản Ngọc Châu Minh các linh tông và thế gia hạng nhất còn lại chỉ có thể ký kết thỏa thuận dưới áp lực của phương hạo hơn nữa nhìn thấy thẩm gia nhân cơ hội mở rộng địa bàn chiếm lấy vùng đất và tài nguyên của các linh tông thế gia nhị lưu trở xuống trước đây họ cũng đỏ mắt thông thường để chiếm lấy vùng đất của các linh tông thế gia cần phải có lý do chính đáng đồng thời phải đánh bại đối phương bằng thực lực cuối cùng là phải gửi báo cáo xin chấp thuận và sự tán thành của thượng tông nhìn chung không có lý do chính đáng thì không thể công khai tấn công chiếm cứ hoàn toàn vùng đất của các linh tông thế gia còn lại, nếu không sẽ bị thượng tông trừng phạt. Đây là quy tắc ngầm của các linh tông quản lý toàn bộ linh vực, tất cả đều phải tuân thủ theo quy tắc của các linh tông. Tuy nhiên, Vạn Thế Minh không bị ràng buộc bởi các quy tắc, vì vậy Ngọc Châu Minh đánh bại những linh tông thế gia nhị lưu trở xuống, thẩm gia nhân cơ hội tiếp quản và thâu tóm là hoàn toàn hợp lý và thỏa đáng không những không vi phạm quy tắc mà còn giữ cho địa bàn của các linh tông không bị tàn phá do đó trong bóng tối phương hạo ám chỉ rằng có thể hứa cho họ một số lãnh thổ và tài nguyên của các linh tông thế gia nhị lưu trở xuống các linh tông thế gia nhất lưu còn lại đồng ý ngay lập tức hoàn toàn không quan tâm đến lời cầu cứu của các linh tông thế gia nhị lưu trở xuống do đó các linh tông thế gia nhị lưu trở xuống nhanh chóng bị tiêu diệt dù là Thiên Vũ Điện hay Lôi Vân Sơn Trang đều không để tâm đến tình hình ở Ngọc Châu vì nói cho cùng, tổng hợp thực lực của Ngọc Châu tương đối yếu kém, hơn nữa Trịnh Quốc cũng không bị ảnh hưởng. Họ ngầm hiểu nhau để duy trì vị thế đặc thù của Trịnh Quốc, vậy là đủ. Và cái tên Phương Hạo cũng được các linh tông lớn ghi nhớ. Một con đại bàng bay lượn giữa những đám mây, trên lưng đại bàng có ba người ngồi. Chu hành chính cung kính nói, "Sư thúc, Tố cô nương nói có thể chữa trị dù sao cũng hết cách rồi, coi như liều chết một lần, biết đâu thực sự có thể chữa khỏi thì đó không phải là một cơ duyên sao. Ngồi cạnh Chu Hành chính là người đàn ông tóc cháy đen và một bên mặt cũng cháy đen, thở gấp, khí sắc quể oải còn liên tục lắc đầu như thể muốn làm dịu đầu óc choáng váng. Lúc này, sắc mặt hắn càng đen hơn. Cái gì gọi là liều chết một lần chứ, tiểu mập mạp, thực sự có loại thần y như vậy sao? nếu không chữa được thì lần này ta đồng ý hỗ trợ cho vạn thế minh các ngươi nhưng như vậy thì quá thiệt thòi người còn lại ngồi trên lưng đại bàng thở dài nói đó là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng trên gương mặt mềm mại vốn có của cô ấy có một vết cháy xém như thể một vật trang trí tinh xảo dính phải một vết bẩn cô gái mặc một loại váy sa dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra hào quang rực rỡ điểm khiến người chú ý hơn nữa là ở chỗ khuỷu tay của cô ấy cánh tay thỉnh thoảng mở ra giống như một cái quạt tỏa ra ánh sáng lấp lánh như vây cá đôi chân dài thon thả gót chân cũng có tương tự như vây cá ngồi bên cạnh cô ấy có cảm giác ẩm ướt như thể hơi nước xung quanh cô ấy tập trung lại bao quanh cô ấy hải linh tộc chủng tộc độc nhất ở bích hải cũng là chủng tộc thống trị bích hải người của hải linh tộc đừng lo lắng tiền bối chắc là có khả năng chữa khỏi thôi chu hành chính thu lại nụ cười rồi nói một cách không chắc chắn về tình bạn tương trợ vạn thế minh chúng ta sẽ không quên chúng ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách tìm kiếm những bảo vật ở trong thiên nhiên có thể phục hồi thể lực để giúp người bình phục người đàn ông nửa mặt cháy đen trịnh trọng nói quan tâm bản thân mình đi giờ thì cháy đen hết một nửa rồi cô gái liếc mắt nói tốc độ của linh thú lục giai không chậm tất nhiên là thu hút được không ít sự chú ý của các võ giả đặc biệt là những bậc cường giả của các linh tông thế gia không phải người ngự linh phủ tại sao vạn thế minh có thể hợp tác được với bộ tộc linh thú chứ một luyện thần thiên nhân đến từ vương triều thương vân cao mày nói là đi đến trường thanh các sao vậy thì trường thanh các chính là của vạn thế minh nhìn hướng bay của con đại bàng sắc mặt của một nhóm những bậc cường giả của linh tông trở nên ảm đạm chu hành chính quay lại rồi sao tố linh tú và nguyệt nhi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một con đại bàng lục giai xuất hiện lý huyền đột nhiên trở nên buồn bực liếc nhìn kim giác lộc dù bề ngoài nhìn qua không tệ nhưng dù sao cũng chỉ là linh thú lục giai mà thôi hơn nữa việc cưỡi linh thú ra ngoài như thế này cũng không thể hiện rõ thân phận là bậc cao nhân được rồi không phải không có cường giả trong linh vực ngồi linh thú đi ra ngoài. Ví dụ, mọi người của ngự linh phủ ngồi linh thú ra ngoài thật sến sẫm ta là bậc cao nhân tuyệt thế làm sao có thể làm như vậy được chứ lý huyền giật mình đột nhiên nảy ra một ý nghĩ phi thuyền sao sao ta lại quên mất điều này chứ kỹ thuật luyện khí đã ra đời trận pháp cấm chế đều có tại sao không chế tạo một thần khí phi hành chứ linh vực thậm chí là toàn bộ thái thương đều không có thần khí phi hành không có phi thuyền nào tồn tại cả nhưng ta là bậc cao nhân tuyệt thế ngồi phi thuyền ra ngoài mới tỏ ra không bình thường được mới có thể thể hiện rõ thân phận cao nhân của ta lý huyền càng nghĩ càng phấn khích phi thuyền có thể biến lớn biến nhỏ khác nhau tùy ý nhỏ thì có thể cất vào những chứa đồ lớn thì có thể đạt đến vài trăm trượng thậm chí là vài ngàn trượng đó thực sự là một cách hay sao hồi trước ta lại không nghĩ ra nhỉ nên cho phương hạo việc gì đó để làm chế tạo một chiếc phi thuyền tặng sư phụ lý huyền ngẩng đầu nhìn xuống khi con đại bàn hạ xuống a à, trong lòng hắn vô cùng ngạc nhiên ánh mắt rơi vào thân hình thiếu nữ của hải linh tộc đây có phải là hải linh tộc không nhìn đôi chân bóng nước kìa chắc là do sinh sống ở biển chăng trong đầu không khỏi nghĩ đến hình tượng nàng tiên cá tất nhiên giữa hải linh tộc và nàng tiên cá vẫn có sự khác biệt rất lớn hải linh ở cảnh giới dưới thiên nhân không thể ở trên bờ quá lâu nhưng sau khi đột phá đến thiên nhân họ có thể đi khắp đại lục tuy nhiên chỉ có những ai ở cảnh giới luyện thần thiên nhân mới có thể lâu dài lưu lại nhân gian mà không bị ảnh hưởng nhưng nếu bị thương quá nặng thì nhất định phải trở về biển để nhanh chóng hồi phục vết thương thiếu nữ hải linh tộc trước mắt bị thương không nhẹ nhưng vì thực lực mạnh mẽ nên cô ấy vẫn có thể tiếp tục đi bộ trên lục địa mà không cần quay về biển để chữa thương hơn nữa vết thương của cô ấy rất đặc biệt ngay cả khi trở về biển cũng chưa chắc có thể lành lại tố cô nương có bệnh nhân rồi chu hành chính đỡ người đàn ông từ trên lưng đại bàng xuống nhanh lên nhanh lên nằm xuống tố linh tú phấn khích không thôi để chiếc giường bệnh đã chuẩn bị sẵn xong đến cho người đàn ông nằm xuống tiêu lập nhìn thấy gương mặt phấn khích kích động của tố linh tú không khỏi cảm thấy thất vọng một cô gái trẻ như vậy làm sao có thể chữa lành vết thương trên người mình được cơ chứ cái tên chu hành chính này, không phải là bị người ta lừa rồi đấy chứ, nhưng đã đến nơi rồi, thử xem qua cũng không sao, cũng như chu hành chính đã nói, dù sao cũng đã như vậy rồi, hãy liệu một phen đi. Vì vậy, hắn cũng đành nghe lời rồi nằm xuống giường bệnh. Lý Huyền liếc nhìn Tiêu Lập, hắn nhìn thấy rõ thương tích của hắn. Thần hồn bị tổn thương, tinh huyết đã mất 9 phần 10, gần một nửa da thịt bị thiêu đen bởi lôi quang. Ngay cả linh cơ thiên địa được ngưng luyện vào thần hồn, cơ bản đã muốn sụp đổ tan rã rồi. Đây là một võ giả mạnh hơn Hoàng Lượng, một người đã ngưng luyện hai sợi linh cơ thiên địa. Nó đã bị thương quá nặng và gần như vô dụng. Đặc biệt là tổn thương về thần hồn đã khiến hắn không thể tập trung, dễ bị tự nhiên suy nghĩ vớ vẩn và mất trí nhớ, và để duy trì các linh cơ thần hồn không bị phân tán, 9 phần 10 sự chú ý của hắn đều tập trung vào việc duy trì sự vẹn toàn của những linh cơ này điều này khiến tình trạng tự nhiên suy nghĩ vớ vẩn của hắn tồi tệ hơn đến mức hắn thỉnh thoảng phải lắc đầu để giảm bớt tình trạng tự nhiên suy nghĩ vớ vẩn ở một mức độ nào đó vết thương của hắn thậm chí còn nghiêm trọng hơn của nguyệt trường minh trước đây nó chủ yếu tập trung vào thần hồn do chấn thương lôi quan gây ra bởi lôi vân sơn trang lý huyền suy đoán tin tức về cuộc chiến giữa vạn thế minh và siêu nhiên linh tông đã lan truyền một vài người biết rằng lôi vân sơn trang đã sử dụng một thần khí để đánh bại các cường giả của vạn thế minh sức mạnh của thần khí này không quá mạnh chỉ ở mức bình thường lý huyền đã thử nghiệm thần khí của lôi vân sơn trang cũng vậy nếu có đủ vật liệu và tài liệu thích hợp phương hạo có thể tạo ra vũ khí mạnh hơn nằm yên đừng động đậy để ta kiểm tra cho ngươi thử tố linh tú rất phấn khích lần đầu tiên trương thanh cắt mở một hiệu thuốc ở lĩnh vực một bệnh nhân bị thương nặng như vậy đã đến một cơ hội hoàn hảo để thử nghiệm một số chẩn đoán linh khí nguyệt nhi cũng rất phấn khích cô ấy đẩy một chiếc xe đẩy đến và dừng lại bên đầu giường chiếc xe đẩy này hơi khác thường vì trên xe có một chiếc máy bốn cạnh bằng kim loại không rõ công dụng của nó là gì lý huyền đã nhìn thấy chiếc xe đẩy này một lần không khỏi cười thầm đó là lần hắn đưa ra ý tưởng về loại hình chẩn đoán dựa trên máy móc với loại máy này chẩn đoán có thể được thực hiện ngay cả khi tố linh tú thiếu các kỹ thuật y tế vì vậy tố linh tú còn học luyện khí với phương hạo một thời gian và đích thân hắn chế tạo một linh khí chẩn đoán bệnh bằng những hiểu biết và ý tưởng riêng của mình tất nhiên phương hạo giúp đỡ là điều không thể tránh khỏi bây giờ chẩn đoán bệnh linh khí có thể được thực hiện chu hành chính nhìn chiếc xe đẩy với đôi mắt mở to không thể tin được đây có phải là một trò chơi không Thải Linh Nhi cũng lộ vẻ tò mò, đứng bên mép giường dõi theo Tố Linh Tú chữa trị cho Tiêu Lập. Tố Linh Tú rất phấn khích, cô lấy một ống tim ra từ đồ linh khí chẩn đoán, phần cuối ống tim có một thứ trông giống như thẻ, dán nó vào trán của Tiêu Lập. Tiếp theo, Nguyệt Nhi vừa kéo ống nghiệm để lấy cho Tố Linh Tú, vừa nhìn chằm chằm vào máy bốn mặt. Hắn nhấn ngón tay lên máy và một màn hình mờ với các đường cong sóng xuất hiện trên một trong bốn tấm kính sáng bóng tiêu lập chỉ cảm thấy rằng vật thể dính vào trán hắn có cảm giác ấm áp như thể nó đang điều tra thần hồn hắn trong khi ống tim trên ngực hắn có cảm giác như đang điều tra toàn bộ cơ thể hắn ngay lúc đó ta hơi thương tâm không biết liệu đó có phải là một số thủ đoạn hãm hại mình không nhưng hắn không chống cự mà âm thầm chờ đợi muốn xem kế tiếp đối phương sẽ làm gì kết quả đã ra tố linh tú nhìn chằm chằm vào màn hình với sự phấn khích đây là đồ linh khí chẩn đoán đầu tiên Hiệu quả như thế nào, chẩn đoán có chính xác hay không đều phải qua một loạt các xét nghiệm. Chu Hành Chính và Thải Linh Nhi cũng tò mò nhìn chằm chằm vào nhau. Cái đồ chơi này cũng có thể chẩn đoán thương tích sao? Là một võ giả, đặc biệt là một võ giả đã ngưng luyện thần hồn, không khó để đánh giá thương tích, tại sao phải mất công chế tạo một đồ linh khí kỳ lạ để chẩn đoán? Kết quả chẩn đoán xuất hiện trên thiết bị chẩn đoán linh khí. Những dòng chữ hiện lên trên màn hình mờ ảo thần hồn bị hao mòn, ảnh hưởng đến bản nguyên của nó, các triệu chứng dẫn đến mất khả năng tập trung, thường xuyên suy nghĩ vớ vẩn. Tinh huyết đã mất 9 phần 10, mất theo cách bốc hơi nóng, da thịt bị cháy đen, bị thiêu cháy bởi sấm chớp. Khi xem chẩn đoán trên máy móc, Chu Hành Chính và Thải Linh Nhi đều mở to mắt. Thần hồn của Tiêu Lập đã bị tổn thương, tinh huyết của hắn đã bị mất, hắn đã biết những vết thương này từ lâu và cũng rất dễ đoán. Tuy nhiên nó thật chi tiết, thậm chí cả bộ phận thần hồn bị tổn thương và nguyên nhân dẫn đến mất tinh huyết, thứ mà thần hồn này chẩn đoán cũng chi tiết hơn họ. Tố Linh Tú thoáng nhìn, gật đầu hài lòng, dù kết quả chẩn đoán không bằng chính cô, nhưng dù sao đây cũng là một thần hồn chẩn đoán, cũng không phải cô là một võ giả của Đan Y có khả năng đưa ra một chẩn đoán chi tiết như vậy, thậm chí rất khó đạt được. Nguyệt Nhi hào hứng nói, nếu ngươi có thể tìm ra phương pháp điều trị, thì đó sẽ là hoàn hảo chẩn đoán và điều trị song song mắt tối linh tú sáng lên vỗ tay nói đúng vậy có thể nghĩ thêm điều đó vô thu ống tim dáng trên người tiêu lập mà thần hồn chẩn đoán cô nhìn thấy thải linh nhi đôi mắt cô sáng lên như thể cô vừa tìm thấy một bảo bối cái nhìn đó khiến thải linh nhi cảm thấy hơi choáng ngợp tiểu nha đầu này đang nhìn mình kiểu gì ngươi cũng bị thương bị thương không nhẹ đến đây để ta chẩn đoán một chút hải linh tộc đây là lần đầu tiên nhìn thấy và đó là một trong những cường giả về hải linh tộc tố linh tú thậm chí còn nảy ra ý định giải phẫu một thành viên của hải linh tộc để xem sự khác biệt giữa họ và người thường thạch nhị mau đẩy giường bệnh vào đây quay đầu hét lên tới ngay đây trong khi luyện kiếm thạch nhị vội đẩy một chiếc giường bệnh đến tiền bối hải linh này hãy nằm xuống để ta chẩn đoán cho ngươi tố linh tú và nguyệt nhi một bên phải, một bên trái, phấn khích đưa Thải Linh Nhi, người đang bối rối, lên giường bệnh. Lấy một vài ống nghiệm từ đồ linh khí chẩn đoán thần hồn, họ dán chúng vào cơ thể Thải Linh Nhi. Thải Linh Nhi nhìn tố linh tú, vuốt ve khuôn mặt và khuỷu tay có vây cá của mình, đôi mắt sáng ngời đến đáng sợ, như thể đang nghĩ đến điều gì đó không hay. Nguyệt Nhi cũng không kém cạnh. Kết quả chẩn đoán đã được đưa ra, tố linh tú thoáng nhìn qua, đôi lông mày thanh tú hơi trao lại. Có một số khác biệt, có phải do bản nguyên của hải linh tộc hay không? Kết quả chẩn đoán của linh khí chẩn đoán hơi khác so với chẩn đoán của cô, có thể là vì bản nguyên hải linh tộc của thải linh nhi hay không? Điều này có nghĩa là có những khác biệt giữa hải linh tộc và con người về cấu trúc cơ thể, thậm chí cả thần hồn, dẫn đến lỗi trong quá trình linh khí chẩn đoán. Tố linh tú càng hứng thú với cấu tạo cơ thể của hải linh tộc, trực tiếp đẩy tiêu lập sang một bên. Thải Linh tộc tiền bối. Tố Linh Tú trầm ngâm mở miệng. Gọi ta là Thải Linh Nhi, đừng có gọi là tiền bối, tiền bối, nó khiến mọi người cảm thấy quá già. Thải Linh Nhi mở miệng nói. Thải Linh Nhi tỷ tỷ, tại sao chúng ta không thương lượng như thế này, lần này chữa bệnh, ta sẽ không tính phí cho ngươi, nhưng ngươi có thể để cho ta nghiên cứu một chút hay không? Tố Linh Tú nói với vẻ mặt đầy mong đợi. Không tính phí xem bệnh Ngươi thực sự có khả năng chữa khỏi cho ta chứ? Thải Linh Nhi rất ngạc nhiên, tiểu nha đầu này không phải là đang nói đùa đấy chứ, đương nhiên, vết thương của Thải Linh Nhi tỷ tỷ chỉ là chuyện nhỏ đối với ta. Tố Linh Tú gật đầu. Thải Linh Nhi nghe xong, định nói đồng ý, nhưng cô ấy cũng nhớ lại lời nói của Tố Linh Tú và cô ấy có ý gì khi nói muốn nghiên cứu một chút, khi ngươi nói là muốn nghiên cứu ta, là muốn làm cái gì? Tố Linh Tú tràn ngập sự mong đợi và hứng thú lấy ra một con dao mỏng sắc lẹm và nói, Thải Linh Nhi tỷ tỷ là người hải linh tộc, ta định nghiên cứu về hải linh tộc và người thường khác nhau như thế nào về cấu tạo cơ thể vân vân. Thải Linh Nhi nhìn con dao trong tay cô ấy, có linh cảm không tốt, nhưng cô ấy vẫn hỏi, nghiên cứu như thế nào? Tố Linh Tú vung con dao trong tay một vài lần và nói, giải phẫu. Ta có thể thấy rõ ràng sự khác biệt trong cấu trúc và sự khác biệt trong tu luyện võ đạo, thậm chí cả trong thần hồn. Thải Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể yên tâm, vì cảnh giới và thực lực của ngươi khá cao, cộng thêm linh dược cũng đã chuẩn bị sẵn, ngươi sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, cũng không phải chịu đau đớn. Ngoài ra, ta có thể đảm bảo rằng sau khi nghiên cứu xong, ngươi sẽ trở nên không bị tổn hại, ngươi cũng sẽ không bị mất một cái gì. Phẫu thuật. Thải Linh Nhi hơi dựng tóc gáy, bắn ra khỏi giường bệnh. Ngươi có muốn hại ta? Ngươi có phải là người của Linh Tông hay không? giải phẫu không bị thương, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ, tiêu lập nằm trên giường bệnh cũng giật mình ngồi dậy. Chu hành chính choáng ván toàn thân, nhìn tố linh tú đang háo hức, phấn khích muốn giải phẫu cường giả hải linh tộc thải linh nhi bằng con dao mỏng sắc bén trên tay, tim hắn như muốn chìm xuống và run rẩy. Thật điên rồ, ngay cả Lý Huyền cũng không nhịn được im lặng, kể từ khi để tố linh tú giải phẫu nghiên cứu thi thể dường như lâu năm của lâu chủ ẩn lâu ở nội vực, đã có rất nhiều thành quả nghiên cứu mới. Khi nói đến việc giải phẫu, Tố Linh Tú có thể nói là thông thạo và chuyên nghiệp vô cùng. Bây giờ, khi nhìn thấy thải linh nhi của Hải Linh tộc, cô ấy ngay lập tức nhấc lên hứng thú, nhưng thải linh nhi không phải là xác chết, cô ấy thực sự dám mở miệng và yêu cầu cô ấy cho phép mình nghiên cứu, thải linh nhi có đầu óc bị nước vào thì mới chịu đồng ý, đừng tức giận, thải linh nhi tỷ tỷ đừng tức giận, ta không phải là người của Linh Tông và ta chắc chắn không có ý xấu ta chỉ muốn nghiên cứu về hải linh tộc và nhân tộc khác nhau như thế nào. Tố Linh Tú vội vàng mở miệng. Hải Linh Nhi không tin điều đó nữa, có một luồng hào quang tràn ngập cơ thể cô ấy, như thể cô ấy sắp ra tay. Khụ khụ. Lý Huyền vội ho một tiếng và nói, nha đầu, đừng có nghịch ngợm. Được rồi, sư phụ. Tố Linh Tú cảm thấy rất buồn bã. Thái Linh Nhi vốn định bộc phát khí thế, nhưng âm thầm xẹp xuống nhìn ánh mắt của Lý Huyền, cô tràn ngập vẻ kinh hãi. Tiếng ho nhẹ đó, đối với người khác nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng như thể nó phát nổ trong thần hồn của cô, như thể nó có thể phá vỡ thần hồn của cô bất cứ lúc nào, cường giả khủng bố, lúc này, Thải Linh Nhi không dám bộc lộ bất kỳ khí thế nào, cô biết rằng đối phương đang cảnh báo cô, tất nhiên Thải Linh Nhi không muốn, dù Tố Linh Tú có thất vọng cũng không miễn cưỡng, mà bắt đầu chữa trị cho tiêu lập, Thần hồn của ngươi đã bị tổn thương, căn cơ đã bị thương, tinh huyết đã mất 9 phần 10, da thịt bị cháy đen, còn lại sức mạnh lôi quang. Tố Linh Tú từng bước giải thích vết thương của hắn rồi nhìn Chu Hành Chính nói, tiền khám bệnh đâu? Tại, ở đây. Chu Hành Chính vội vàng đưa ra một chiếc túi đựng đồ. Nguyệt Nhi nhận lấy, mở ra xem, gật đầu nói, tiền khám bệnh không có vấn đề. Bây giờ ngươi cần nằm xuống, ta sẽ điều trị cho ngươi. Tố Linh Tú gật đầu nhẹ, ấn vào vai tiêu lập, cho hắn nằm trên giường, tiêu lập tàn tật, dù muốn chống cự cũng không chống cự được, trong lòng hắn dao động, vị cô nương này rất mạnh, phút, trong chớp mắt, chiếc kim châm theo đường máu đâm vào cơ thể tiêu lập, đồng thời Tố Linh Tú lấy ra một viên đan dược và nhét vào miệng tiêu lập. Đây là viên đan dược bổ sung tinh huyết. Thải Linh Nhi cảm thấy rất bất an, đôi mắt thi thoảng nhìn về phía Lý Huyền, thấy hắn đọc sách một cách thoải mái và không tỏ vẻ làm khó xử, trong lòng không khỏi thả lỏng một chút. Quay lại nhìn Tố Linh Tú điều trị cho Tiêu Lập. Cô ấy chưa từng nghe đến phương pháp điều trị này, đặc biệt là một số loại đan dược đó. Máu và thịt của bạn còn lưu lại sức mạnh lôi quang, chúng ta cần dùng một loại đan dược làm từ lôi quang cực nóng với kim châm để loại bỏ sức mạnh lôi quang. Tố Linh Tú vừa nói vừa đưa những cây linh dược ra ngoài. Ngọn lửa đang diễn bùng lên và nấu những viên đan dược cần thiết tại chỗ. Cảnh tượng này khiến Thải Linh Nhi và Chu Hành Chính vô cùng kinh ngạc, đây là phương pháp gì? Những loại linh dược này có dược tính khác nhau, vậy mà có thể nấu chung dung hợp lại cùng nhau được sao? Máu tươi của ta đang nhanh chóng hồi phục. Tiêu Lập đột nhiên kinh hoàng mở miệng. Lúc đầu, phần lớn tinh huyết của hắn cũng đã mất đi, hầu như bị cạn kiệt và còn làm tổn thương đến nguồn tinh huyết tái sinh. Ngay cả khi sử dụng đan dược tinh huyết thì cũng chỉ có thể đảm bảo tinh huyết không tiếp tục mất đi, chứ không thể hồi phục. Huống chi, da thịt bị cháy đen, còn sót lại sức mạnh lôi quang vẫn chưa bị đào thải, càng không thể bù đắp cho sự mất mát tinh huyết. Kết quả, sau khi uống một viên đan dược, hắn đột nhiên phát hiện sức mạnh của mình đang tái sinh, bắt đầu hồi phục, làm sao không kinh ngạc được, hãy trấn tĩnh, đừng vội. Nguyệt Nhi vỗ vào vai hắn một cách nghiêm túc và nói: phải phải tiêu lập vội vàng gật đầu nhưng hơi thở vẫn không thể kìm được mà trở nên gấp gáp có vẻ như hắn thực sự có hy vọng hồi phục thải linh nhi và chu hành chính vô cùng kinh ngạc mà thực sự có thể chữa khỏi sao ngay sau đó đan dược có thể loại bỏ được sức mạnh lôi quan đã được điều chế xong tố linh tú nghiêm mặt nói đi ăn đan dược này tiêu lập uống đan dược theo lời nói một luồng khí ấm áp và lạnh giá lan khắp các mạch máu và xương thịt sự khó chịu và đau đớn do sức nóng của lôi quang dần dần giảm bớt và vào lúc này tố linh tú châm vào kim một cách có trật tự đồng thời kích hoạt kim châm vận hành chúng theo một số quy tắc vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn một chút dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô ấy điều trị loại chấn thương này lần đầu tiên giúp người bị thương loại bỏ sức mạnh còn sót lại trong cơ thể họ tiêu lập cảm thấy sức mạnh của lôi quang trong máu mình đang tụ tập ở tay phải dần dần bàn tay phải dường như sưng lên đỏ rực làm bốc hơi hơi nóng nếu không có luồng năng lượng ấm áp của tới hắn thậm chí còn tự hỏi liệu bàn tay phải của mình có thể bị cháy đen và hoại tử hay không giơ tay của ngươi lên tố linh tú ra lệnh tiêu lập vô thức giơ tay phải ra tố linh tú búng ngón tay một chiếc kim châm quét qua năm đầu ngón tay hắn và với một tiếng bút năm ngón tay bùng lên sức mạnh lôi quang một hồi lâu sau sức mạnh lôi quan biến mất và bàn tay trở lại như cũ ăn viên đan dược này nó có thể giúp máu thịt của ngươi có thể tái sinh tố linh tú lại cho tiêu lập một viên đan dược tiếp theo tất cả các cây kim châm đâm vào đầu tiêu lập và nghiêm mặt nói ta muốn chữa lành vết thương cho thần hồn của bạn quá trình này sẽ rất đau đớn nếu bạn không chịu được thì hãy ăn đan dược này rơi vào giấc ngủ say mê khi tỉnh lại thần hồn của ngươi sẽ được hồi phục đã điều trị đến bước này rồi, lại nhìn thấy hy vọng phục hồi, tiêu lập đương nhiên ăn đang dược một cách sảng khoái, sau đó ngủ thiếp đi ngay. Trong lòng tố linh tú âm thầm vui mừng, nhưng trên mặt lại nghiêm túc nói với chu hành chính và thải linh nhi, vết thương của thần hồn rất khó chữa, và cần phải trong phòng kín để dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, nên hai người hãy đợi ở đây. Ta tin tưởng tố cô nương. Chu Hành Chính nói với vẻ mặt chân thành. Thải Linh Nhi không nói gì, nếu đối phương thực sự có ý định xấu thì với thực lực kinh người của vị ngồi kia hắn có thể nắm lấy cô ở trong lòng bàn tay bất cứ lúc nào nguyệt nhi đã đẩy giường bệnh rời đi và đi vào phòng cùng với tố linh tú lý huyền nhìn tố linh tú và nguyệt nhi phấn khích đẩy giường bệnh vào phòng dường như muốn làm điều gì đó bí mật nha đầu này không phải là muốn giải phẫu thần hồn đấy chứ một ý nghĩ lóe lên lý huyền không khỏi hít một hơi lạnh trong lòng Tố Linh Tú này trên con đường võ đạo, quả thực càng đi càng xa, vậy mà còn chuẩn bị giải phẫu thần hồn. Có phải là đem thần hồn giải phẫu ra, rồi không lắp lại được không? Lý Huyền không khỏi hoài nghi. Nghĩ là làm, tình hình trong phòng lập tức hiện ra trước mắt. Tố Linh Tú đang bố trí một loại cấm chế, đây là loại cấm chế mà cô chuyên nghiên cứu cho Đan Y võ đạo, tương tự như phong tỏa linh dược cấm chế. Phong linh cấm chế lại nhỏ một giọt đang dịch lên đầu tiêu lập chuẩn bị xong tố linh tú sắc mặt trở nên nghiêm túc nguyệt nhi có chút lo lắng cũng có chút kích động hỏi thật sự không có vấn đề gì sao yên tâm sẽ không có vấn đề trong số các phương pháp cơ bản nhất của đan y võ giả chữa trị thần hồn chính là nhìn thấy rõ thần hồn tố linh tú khẳng định nói nếu có thể giải mã hoàn toàn bí ẩn của thần hồn tìm ra được bản nguyên của thần hồn Vậy thì việc tu luyện và cường hóa thần hồn sẽ được cải thiện rất nhiều, như vậy ta cũng có thể nhanh chóng mạnh lên. Mặt Mũi Nguyệt Nhi đầy vẻ mong đợi. Kim châm kích thích của Tố Linh Tú đâm vào huyệt đạo trên đầu Tiêu Lập, chân nguyên trường thanh kích thích, theo một pháp tắc nào đó vận chuyển, dần dần một gợn sóng mờ nhạt từ trên đầu Tiêu Lập bốc lên. Gợn sóng dần dần hiện ra hình người, xuất hiện trên đỉnh đầu sau đó, những gợn sóng bắt đầu ngưng tụ, biến thành một thứ thoạt nhìn có chút hư ảo giống như một người làm bằng sóng nước đây chính là thần hồn của tiêu lập thế nhưng thần hồn này có chút tổn thương nhìn như có chút rách nát và tại cốt lõi của thần hồn có hai luồng khí vận thần hồn lúc nào cũng có thể tan rã đó chính là thiên địa linh cơ mà tiêu lập đã ngưng luyện đây chính là thần hồn của chí cường giả sao ngưng tụ quá nhiều nguyệt nhi sợ hãi than thở trên đầu cô hiện ra một gợn sóng hình người đó là thần hồn của cô so với thần hồn của tiêu lập thì yếu hơn rất nhiều trong không đủ ngưng tụ đây là thiên địa linh cơ mà hắn ngưng luyện không thể để nó tan rã ta phải phong tỏa trước tố linh tú thận trọng dẫn chân nguyên trường thanh vào bên trong thần hồn dùng cấm chế phong tỏa ngăn cản địa linh cơ tránh bị tan rã chân nguyên trường thanh được đưa vào thần hồn sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thần hồn ngược lại còn tăng cường cảm giác sống động đây chính là sự đặc biệt của đan y võ giả tiếp theo tố linh tú bắt đầu nghiên cứu thần hồn tìm kiếm bí ẩn của thần hồn nguyệt nhi vừa lo lắng vừa phấn khích chăm chú quan sát muốn nhìn ra được điều gì đó lĩnh hội được bí ẩn của thần hồn thần hồn của tiêu lập bị tổn thương không ít phương pháp trị liệu mà tố linh tú sử dụng hiện tại không phải là phục hồi bằng đan dược mà là tiến hành sửa chữa bên ngoài đối với thần hồn bị tổn hại chân nguyên hóa thành từng sợi tơ đồng thời hóa thành một con dao nhỏ cẩn thận sửa chữa trên thần hồn của tiêu lập đồng thời tách ra một chút tìm kiếm bí ẩn của thần hồn sau đó lại hợp lại với nhau nguyệt nhi chăm chú nhìn chằm chằm sức mạnh của thần hồn âm thầm quan sát sự biến hóa của thần hồn tiêu lập trước đó tố linh tú cũng đã nghiên cứu qua thần hồn của cô chỉ là vì thần hồn của cô vừa mới ngưng luyện còn quá yếu nên không thể nghiên cứu sâu hơn bây giờ ngược lại là một cơ hội Thần hồn liên quan đến ý thức, liên quan đến tất cả, mất đi thần hồn là mất đi ý thức, ký ức, vân vân, chân nguyên của ta sẽ không gây ra tổn thương cho thần hồn, thậm chí còn có thể sửa chữa thần hồn, nhưng nếu dùng bảo vật hiệu quả là tu dưỡng thần hồn để tinh luyện thành linh khí, liệu có gây ra tổn thương cho thần hồn không? Tố Linh Tú một bên nghiêm túc nghiên cứu thần hồn của Tiêu Lập, một bên tò mò nói: "Trèn luyện loại linh khí này, độ khó rất cao, nguyên liệu thì không dễ tìm." nguyệt nhi lo lắng nói tố linh tú càng tìm kiếm trong thần hồn của tiêu lập cô càng đi sâu hơn thậm chí còn tìm ra được một sợi ký ức đó chính là trận đại chiến hiện ra như một bức tranh tại lôi vân sơn trang của tiêu lập lúc này tố linh tú có đôi chút ngộ ra một môn bí thuật hiện lên trong đầu cô thuật tìm tòi trí nhớ của một người lý huyền im lặng quan sát trong lòng cảm thán tố linh tú có trí tò mò mạnh mẽ có lòng khám phá từ việc giải phẫu tử thi đến bắt đầu giải phẫu nghiên cứu thần hồn. Một đan y võ giả thực thụ, con đường này muốn bước lên một bậc thang. Lý Huyền thầm mong đợi. Đệ tử ngươi là tối linh tú, tìm kiếm bí ẩn của thần hồn, ngộ ra phương pháp đơn giản tìm kiếm ký ức, ngươi đã học được sư hồn thuật. Trên linh đài, đại đạo kim thư phát ra ánh sáng vàng. Sư hồn thuật, quả nhiên là có thu hoạch, hiện tại ta đã nắm được sư hồn thuật, muốn thẩm vấn kẻ địch, thu thập bí mật chỉ cần trực tiếp sư hồn là được thật đơn giản và thô bạo lý huyền vô cùng vui mừng hắn tiếp tục im lặng quan sát tố linh tú tìm kiếm thần hồn mặc dù đã có ngộ ra làm thế nào tìm được ký ức bên trong thần hồn nhưng tố linh tú lại tránh đi điều này không đi tìm kiếm ký ức của tiêu lập dù sao đây cũng là sự riêng tư của người khác tiêu lập là bệnh nhân không phải kẻ thù tố linh tú có nguyên tắc riêng và vẫn luôn kiên trì đệ tử ngươi là tố linh tú đã thâm nhập nghiên cứu bí ẩn của thần hồn tìm tòi nghiên cứu bản nguyên thần hồn ngươi đã học được giải mã thần hồn phản hồi của đại đạo kim thư lại một lần nữa xuất hiện giải mã thần hồn chính là liên quan đến thần bí ẩn và bản nguyên của các sinh vật trên thế gian bao gồm thần hồn nguyên thần các loại sau khi học được giải mã thần hồn lý huyền ngay lập tức hiểu rõ bản nguyên của thần hồn bản nguyên của nguyên thần tất cả các bí ẩn đối với ý thức của các sinh vật trên thế gian đều đã được làm sáng tỏ ta đã hiểu rõ tất cả những điều này rồi lý huyền thở dài có giải mã thần hồn hắn có thể dễ dàng khai sáng một đạo bí thuật và thần thông của nguyên thần thậm chí còn có thể dùng phương thức đặc biệt để nâng cao trí tuệ của loài thú thấp kém khiến thần trở nên hoàn hảo và trí tuệ mạnh mẽ điều này đã đưa lý huyền đến một lĩnh vực cực kỳ huyền ảo ta có chút hiểu ra nên làm thế nào để tăng cường thần hồn làm thế nào để làm suy yếu thần hồn làm thế nào để thay đổi thần hồn để trở nên mạnh mẽ hơn tố linh tú phấn khích nói mặc dù kém xa việc chạm đến bí ẩn của bản nguyên thần hồn nhưng cũng không phải không có chút thu hoạch nào ta cũng có chút thu hoạch nguyệt nhi cũng rất phấn khích cuối cùng cũng hiểu rõ thần hồn của chí cường giả là như thế nào tại sao linh cơ của thế gian này lại phân tán khắp nơi tố linh tú vá lại thần hồn của tiêu lập nhìn vào hai luồng thiên địa linh cơ sâu bên trong thần hồn có chút không hiểu nói ta cũng vậy nguyệt nhi lắc đầu nói gia gia của cô là nguyệt trường minh có thiên địa linh cơ là do tiền bối ban tặng sau khi ngưng tụ vào thần hồn thì so với hai luồng địa linh cơ của tiêu lập này còn khỏe mạnh hơn nhiều Mặc dù tiêu lập có hai luồng thiên địa linh cơ thì trông có vẻ nhiều hơn Nguyệt Trường Minh một luồng, nhưng xét về thực lực, ứng dụng của thiên địa linh cơ thì lại kém Nguyệt Trường Minh rất nhiều. Có lẽ là do bị thương, nên thiên địa linh cơ đã phân thành hai luồng. Tố Linh Tú cũng không hiểu trạng thái cụ thể của thiên địa linh cơ khi võ giả linh vực ngưng luyện, trong kiến thức võ đạo của cô, việc ngưng luyện địa linh cơ là không ngừng ngưng tụ, không ngừng mạnh lên, chứ không phải tách ra thành từng luồng một. Vì vậy, Vô tình cho rằng hai luồng thiên địa linh cơ của Tiêu Lập là do bị thương tổn mà phân chia thành dạng này. Giúp hắn một chút, hợp nhất cả hai thiên địa linh cơ lại, coi như là nghiên cứu bồi thường cho thần hồn. Cố Linh Tú nghĩ vậy, chân nguyên thăm dò vào thần hồn, dùng phương pháp cấm chế, dựa vào sức mạnh của Đan dược để từ từ hợp nhất hai luồng thiên địa linh cơ lại với nhau. Theo sự hợp nhất của hai luồng thiên địa linh cơ, thần hồn của Tiêu Lập có chút nhộn nhạo, chỉ trong chớp mắt linh khí vận chuyển của thiên địa linh cơ đột nhiên tăng vọt một khoảng lớn. Thấy cảnh này, Lý Huyền không khỏi cảm thán tiêu lập phải trả giá cho nghiên cứu thần hồn của tố linh tú, nhưng cũng thu được một khoản thu hoạch khổng lồ. Hắn ngược lại hiểu rõ tại sao các võ giả linh vực ngưng tụ thiên địa linh cơ lại tách thành từng luồng, chứ không ngưng tụ thành một thể thống nhất. Đây là bị giới hạn bởi phương pháp ngưng luyện tự thân và thiếu phương pháp hợp nhất thiên địa linh cơ bên trong thần hồn của võ giả linh vực đồng thời khả năng khống chế của thần hồn cũng kém hơn một chút tất nhiên là không thể ngưng tụ và hợp nhất làm một muốn tiếp tục mạnh lên thì chỉ có thể gom góp theo số lượng cho dù vậy số lượng ngưng tụ cũng không phải là không có giới hạn điều này liên quan đến sức mạnh và sự yếu kém của thần hồn ngưng luyện chính luồng thiên địa linh cơ đã là giới hạn phân chia thành nhiều luồng thiên địa linh cơ thì tự nhiên không mạnh bằng ngưng tụ thành một luồng linh cơ thống nhất cho nên lần này Tiêu Lập có thể coi là đã có một bước đột phá. Nha đầu này vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm, có một số vấn đề xảy ra nhưng chẳng nhận ra. Lý Huyền lắc đầu, nhưng không nhắc nhở Tố Linh Tú, đây là vấn đề nhỏ, đợi sau khi Tiêu Lập tỉnh dậy tự nhiên sẽ biết. Đến lúc đó để chính Tố Linh Tú giải quyết, có thể tăng cường nhận thức và hiểu biết của cô về thần hồn. Tố Linh Tú hợp nhất thiên địa linh cơ của Tiêu Lập, lấy ra một viên đan dược nuôi dưỡng thần hồn trực tiếp hòa tan hòa vào thần hồn của tiêu lập. Lần điều trị này đã kết thúc ở đây, cực kỳ hoàn hảo. Sau đó, Tố Linh Tú đưa thần hồn của tiêu lập trở về cơ thể và giải trừ cấm chế. Trong viện, Chu Hành Chính lo lắng chờ đợi kết quả điều trị, còn Thải Linh Nhi thì có vẻ hơi đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Lý Huyền ngồi trên ghế. Muốn đi mà không dám mở miệng. Chỉ có thể chờ đợi kết quả điều trị của tiêu lập, xem tình hình thế nào cuối cùng, Nguyệt Nhi từ trong phòng đẩy giường bệnh đi ra. Tố Linh Tú vẻ mặt vui vẻ nói, được rồi, điều trị đã xong, ta sẽ đánh thức hắn. Vậy là xong. Chu Hành Chính hơi giật mình, hỏi, Tố Cô Nương, ý ngươi nói là, tổn thương thần hồn đã khỏi rồi. Đúng vậy. Tố Linh Tú gật đầu. Chu Hành Chính và Thải Linh Nhi mặt đầy vẻ không thể tin nổi, tổn thương thần hồn, trong thời gian ngắn như vậy đã khỏi rồi ư, Tố Linh Tú kẹp một cây kim châm bằng ngón tay, đâm vào đầu Tiêu Lập, kim châm rung chuyển nhiều lần, đánh thức Tiêu Lập đang ngủ say. Xem này, tổn thương của ngươi gần như hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể phục hồi đỉnh phong. Tố Linh Tú gật đầu nói. Tiêu Lập mở mắt ra, đầu tiên là có chút mơ màng, rồi đột nhiên sợ hãi vô cùng, thần hồn của ta phục hồi rồi. Thần hồn bị tổn thương ban đầu giờ đã hoàn hảo như ban đầu. Tuy có vẻ hơi yếu hơn một chút, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể hoàn toàn bình phục và trở lại đỉnh cao. Điều khiến hắn sợ hãi hơn chính là thiên địa linh cơ mà hắn ngưng luyện ra vốn là hai luồng, nhưng giờ đã thành một luồng, chỉ là không thể yếu hơn hai luồng lúc trước, thậm chí còn mạnh hơn. Đây là, hai luồng thiên địa linh cơ hợp nhất lại với nhau sao? Tiêu Lập vô cùng kinh ngạc. Thần hồn phục hồi rồi ư? Thải Linh Nhi vô cùng kinh ngạc. Chu hành chính cũng có chút xúc động, đột nhiên hưng phấn bước tới, mình lập công lớn rồi, lại còn ôm vào đùi của một vị thần y như vậy, về sau chỉ cần không chết, cũng không cần lo lắng sẽ bị thương nặng, đều có thể chữa khỏi, đúng vậy, phục hồi rồi. Tiêu lập xúc động, hưng phấn, muốn nhấc chân từ trên giường bệnh xuống, tỏ ý cảm ơn tố linh tú. Kết quả, hai cánh tay của hắn đột nhiên duỗi lên. Chuyện gì thế? Ta giơ tay làm gì? Tiêu lập sửng sốt. Muốn từ trên giường bệnh ngồi dậy, kết quả là hai chân của hắn lật ngược ra sau đầu. Tiêu lập. Hình như có gì đó không ổn, Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi ngạc nhiên nhìn hành động kỳ lạ của tiêu lập. Chu Hành Chính và Thải Linh Nhi cũng vậy, lật ngược cả hai chân ra sau đầu là làm gì, tiêu lập đột nhiên có chút sợ hãi trong lòng, hắn muốn buông chân ra, kết quả là lưng của mình lại uống cong một cái, nửa người trên ngồi dậy, thế là đầu từ giữa hai chân nhô ra. Tiêu lập, Tố Linh Tú, Nguyệt Nhi, Chu Hành Chính, Thải Linh Nhi. Sư Thúc, ngươi đang làm gì vậy? Là thử xem cơ thể phục hồi thế nào ư? Chu Hành Chính cẩn thận hỏi thăm. Hắn luôn cảm thấy Sư Thúc có chút không bình thường, ta. Tiêu lập cả người đều ngây ngẩn. Hắn muốn nghiêng đầu nhìn Thải Linh Nhi, kết quả là đầu hướng sang một bên ngược lại, lúc này hắn mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng ý thức và cơ thể hắn không còn cân bằng ví dụ như hắn rõ ràng muốn nhấc chân nhưng kết quả lại là giơ tay lên sau một hồi trầm ngâm và suy nghĩ tiêu lập cuối cùng cũng khôi phục lại tư thế nằm bình thường trên giường bệnh nâng ý thức lên chân trái kết quả là tay trái giơ lên ý thức nâng lên tay trái kết quả là chân trái giơ lên hắn ngay lập tức biểu hiện với vẻ mặt sụp đổ mặc dù thần hồn đã phục hồi nhưng dường như đã gặp vấn đề lớn hơn. Sư thúc, ngươi làm sao vậy? Chu hành chính nhìn tiêu lập, người lúc thì giơ tay, lúc thì nhấc chân, lau một vệt mồ hôi lạnh, cẩn thận hỏi. Gặp vấn đề lớn rồi. Tiêu lập một mặt sụp đổ, nói, ta rõ ràng muốn giơ tay, kết quả lại là giơ chân lên, ta muốn giơ chân, nhưng lại giơ tay lên. Chu hành chính, Thải Linh Nhi. Hai người nhất thời không hiểu tiêu lập muốn nói cái gì, là sao muốn nhấc tay mà lại nhấc chân lên, chân có giống tay được không, Tố Linh Tú lại ngẩn người, đột nhiên phát hiện ra vấn đề trong đó, lập tức vẽ mặt xấu hổ, lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng tiêu lập. Có một vấn đề nhỏ, ta giúp ngươi điều trị một lần nữa. Nguyệt Nhi đẩy nhanh giường bệnh xông vào phòng, để lại chu hành chính và thải Linh Nhi mặt mày mơ màng, trên trán đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi có phải xảy ra tai nạn nghề nghiệp rồi hay không, một lát đồng hồ sau, nguyệt nhi đẩy giường bệnh trở về lần này không có gì bất ổn nữa đâu tố linh tú tự tin nói cô ngồi xuống bên giường tiêu lập nói ngươi ngồi dậy đi lần này ta sẽ chữa triệt để cho ngươi thật sao tiêu lập kích động vô cùng từ trên giường bệnh ngồi dậy hoạt động gân tay chân còn xoay cả eo trong lòng thở dài nhẹ nhõm hắn đã hoàn toàn hồi phục không còn xuất hiện vấn đề ý thức nhất tay nhất chân nữa rồi Cảm ơn cô nương đã ra tay cứu giúp, Tiêu Lập này nợ cô nương một ân tình, chỉ cần cô nương cần, cứ việc mở lời." Tiêu Lập trịnh trọng hành lễ rồi nói. "Tố Linh Tú khoát tay, ra hiệu, ngươi đã trả tiền khám rồi, chữa bệnh cho ngươi là lẽ đương nhiên. Dù sao, ta đã nhận tiền khám của ngươi rồi." Tiêu Lập đáp một cách trịnh trọng, mặc dù cô nương đã nhận tiền khám, nhưng đây là đại thương mà một ít tiền khám không thể giải quyết được. "Ta, Tiêu Lập" luôn ghi nhớ ân tình này trong lòng, nếu có gì cần, cứ việc ra lệnh. Ta không ngại làm bất cứ điều gì vì ngươi, dù phải xông pha khói lửa hay chết cả ngàn lần. Hắn tưởng rằng mình sẽ trở thành người tàn phế, thậm chí thiên địa linh cơ cũng sẽ tán loạn và bản thân hắn hoàn toàn sẽ rơi xuống một cảnh giới. Nhưng không ngờ, hắn lại có được sự sống mới. Tại hạ là Tiêu Lập, là một trong hộ pháp tổng minh vạn thế minh. Vẫn chưa xin hỏi danh tính của cô nương. Tiêu lập cung kính chấp tay hỏi. Đang y tiên tử tố linh tú. Nguyệt Nhi cười khúc khích đáp lại trước khi tố linh tú kịp mở miệng. Đang y tiên tử, không hổ danh. Ta, tiêu lập, sẽ luôn ghi nhớ điều này trong lòng. Tiêu lập gật đầu nghiêm nghị đáp. Hắn quay sang nhìn Thải Linh Nhi và nói đầy phấn khích, ta đã chữa khỏi thương tích, còn vết thương của ngươi, chẳng nhẽ lại không thể hải linh nhi cũng vô cùng phấn khích khi biết rằng vết thương của mình có thể chữa khỏi ha ha sau khi ta tiêu lập hồi phục phạm khai sơn ở lạc châu ta sẽ đi đấu với hắn một trận tiêu lập phấn khích cất tiếng rồi bay lên đến tận trời biến mất khuất dạng không chờ đợi thêm nữa hắn muốn quay trở lại và gây chấn động cho toàn bộ lôi vân sơn trang họ cho rằng hắn đã tàn phế và không bao giờ có thể phục hồi đỉnh cao Lý Huyền nhìn tiêu lập phấn khích đi xa không khỏi lắc đầu. Đệ tử của ta, thật bất cẩn khi bỏ qua một vấn đề nhỏ. Thực ra thì đó chỉ là một vấn đề rất nhỏ. Đó là khi tiêu lập trợn mắt tức giận, miệng hắn cũng sẽ mở ra. Hắn chỉ cần không trợn mắt khi tức giận là được. Chu hành chính lúc này vô cùng phấn khích vì ngay cả sư thúc bị trọng thương còn có thể chữa lành, những người khác của vạn thế minh bị thương cũng có thể được chữa khỏi. Thải Linh tỷ tỷ, Ngươi có cân nhắc điều kiện của ta không? Tố Linh Tú có vẻ không muốn bỏ cuộc. Cái này vẫn là chữa bệnh quan trọng hơn. Thải Linh Nhi rùng mình, vì cô gái này thật quá đáng sợ. Được thôi. Tố Linh Tú gật đầu nhẹ nhàng và thấy dễ dàng hơn nhiều khi trị thương cho Thải Linh Nhi. Sau khi luyện chế những đan dược cần thiết để điều trị và đưa cho cô ấy, Thải Linh Nhi hồi phục hoàn toàn từ vết thương sau một thời gian ngắn. Lúc này Thải Linh Nhi mới kinh ngạc phát hiện phương pháp điều trị của Tố Linh Tú thực sự thần kỳ. Đan dược rất hiệu quả, và nó thực sự rất kỳ diệu, nghĩ đến điều kiện của Tố Linh Tú, nếu cô ấy đồng ý, sẽ còn rất nhiều phần thưởng khác. Thế nào, Thải Linh Tỷ Tỷ, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ luyện đan dược miễn phí cho ngươi. Tất nhiên, ngươi sẽ phải tự mang tới đây một ít linh dược. Ta cũng có thể đưa cho ngươi những đan dược miễn phí cần thiết cho việc tu luyện chẳng hạn như những viên làm tăng cường thần hồn. Nếu ngươi bị thương trong tương lai, ta cũng có thể điều trị miễn phí cho ngươi. Đây là những phần thưởng, hãy nắm lấy cơ hội." Tố Linh Tú đưa ra những phần thưởng hậu hĩnh hấp dẫn cho Thải Linh Nhi. Nguyệt Nhi giúp đỡ thuyết phục thêm, "Thải Linh tỷ tỷ, Hải Linh tộc không chỉ có một mình ngươi. Chúng ta đặt ra các điều kiện và gửi đến Hải Linh tộc đi, chắc chắn sẽ có những cường giả của Hải Linh tộc tranh nhau muốn chấp nhận." Điều này không liên quan đến mất mát gì, ngược lại còn có thể thu về kha khá đấy. Hải Linh Nhi đã động lòng vì cô ấy có thể đoán được tiếng tâm của Đan Y Tiên Tử Tố Linh Tú sẽ vang xa. Với những phần thưởng hậu hĩnh như vậy, chắc chắn sẽ có những cường giả của Hải Linh tộc đồng ý, bây giờ cơ hội nằm ngay ở trước mắt của cô. Chỉ cần đồng ý, cô không chỉ có thể nhận được những phần thưởng hậu hĩnh mà còn có thể kết bạn với Tố Linh Tú. Thật sự không có vấn đề gì sao? Thải Linh Nhi vẫn hơi lo lắng và hỏi: "Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Nó cũng sẽ không khiến Thải Linh tỷ tỷ phải đau đớn. Ngay cả khi có vấn đề nhỏ thì vẫn còn sư phụ của ta ở đây mà." Tố Linh Tú vỗ ngực đảm bảo. Thải Linh Nhi liếc nhìn Lý Huyền. Người này là một cường giả khó đoán, bí ẩn và vô cùng khủng khiếp. Đệ tử của hắn đã lợi hại như vậy, bản thân hắn hẳn là lợi hại hơn nhiều sẽ không để lại vết sẹo chứ. Thải Linh Nhi vẫn gặp khó khăn khi vượt qua cửa ải đó. Chắc chắn sẽ không. Thấy thái độ lưỡng lự của cô, Tố Linh Tú vội vàng đảm bảo, và cô còn lấy một lọ đang dược ra đưa cho cô, nói, đây là hồi sinh đan. Ngay cả một cường giả như Thải Linh tỷ tỷ bị thương nặng, một đan dược này cũng giúp ngươi có thể hồi phục được bảy phần. Được rồi, ta đồng ý. Thải Linh Nhi nhận bình đan dược với hàm răng nghiến chặt. Quá tốt rồi. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, cùng Nguyệt Nhi đỡ thải Linh Nhi nằm lên giường bệnh, sau đó nhét một đan dược vào miệng thải Linh Nhi, khiến cô chìm vào giấc ngủ say, sợ cô đổi ý, Chu Hành chính đầy vẻ ghen tị, vì Tố cô nương đã đưa ra những điều kiện quá hậu hĩnh nên hắn không nhịn được phải lên tiếng, Tố cô nương, ngươi nghĩ sao về ta? Tố Linh Tú nhìn hắn với ánh mắt khinh thường và lắc đầu nói, cút đi. Cô đẩy giường bệnh, phấn khích đi vào phòng để chuẩn bị nghiên cứu cấu trúc cơ thể của hải linh tộc và chúng khác biệt với con người như thế nào. Lý Huyền Hắn cũng không ngờ Thải Linh Nhi lại thực sự đồng ý để tố linh tú phẫu thuật cho cô ấy. Sẽ không có vấn đề gì nhỉ? Ta sẽ để mắt tới. Lý Huyền tự nhủ trong lòng. Vì vậy hắn lại bí mật theo dõi tình hình bên trong phòng. Chà, tất cả hải linh tộc đều có làn da trắng nõn thế này sao? Không tì vết, trong suốt như pha lê cơ thể không có lông tơ có phải chỉ có một cô ấy như vậy hay tất cả hải linh tộc đều như vậy lý huyền kinh ngạc thầm thở dài trong lòng tố linh tú và nguyệt nhi đang nghiên cứu sự khác nhau giữa cơ thể của hải linh tộc và nhân tộc và sợ rằng có điều gì bất trắc sẽ xảy ra nên lý huyền đã bí mật theo dõi nếu có chuyện ngoài ý muốn hắn có thể hành động ngay mà không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng đồ đệ của ngươi tố linh tú đã thấy rõ sự khác biệt giữa nhân tộc và hải linh tộc và có hiểu biết sâu sắc hơn về hải linh tộc. Ngươi đã đạt được hải linh chân giải. Đại đạo Kim Thư phản hồi. Trên đời này, không ai hiểu hải linh hơn ta. Lý Huyền thở dài cảm thán. Sau khi có được hải linh chân giải, hắn cũng đã trở nên vô cùng hiểu biết về hải linh tộc, thậm chí còn hơn cả chính bản thân hải linh tộc. Hải linh nhi này có hơi ghê gớm, ở trong hải linh tộc thì thuộc dạng hải linh hoàn hảo tiềm năng phát triển lớn thuộc huyết mạch hoàng tộc nhưng đáng buồn là hải linh tộc bây giờ có vẻ không hiểu được điều này và để hoàn thiện hải linh tộc này thì còn có một cách nói huyền diệu như vậy thực sự rất lạ lý huyền thầm thở dài hải linh nhi này thực sự rất bất phàm sau khi có được hải linh chân giải ông biết rằng hải linh tộc hiện tại đang suy tàn thậm chí huyết mạch hoàng tộc cũng không biết cũng không có cách thức kích hoạt khi huyết mạch hoàng tộc tiềm ẩn được kích hoạt, huyết thống bí ẩn của Hải Linh sẽ được truyền lại. Mặc dù Lý Huyền phát hiện ra rằng Thải Linh Nhi có huyết mạch hoàng tộc của Hải Linh, nhưng hắn không muốn truyền cách thức kích hoạt huyết mạch cho cô vì dù sao cô cũng không phải là đệ tử của hắn. Thải Linh Nhi tỉnh dậy ngay lập tức và tự kiểm tra xem có điều gì khác thường không, sau đó thở vào nhẹ nhõm và thậm chí còn hơi nghi ngờ. Thải Linh tỷ tỷ, hóa ra Hải Linh tộc đặc biệt như vậy. Tố Linh Tú lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi đã thực sự hiểu rõ cấu trúc cơ thể của Hải Linh tộc cũng như sự khác biệt so với nhân tộc, ngươi hiểu hết chứ? Hải Linh Nhi hỏi một cách kinh ngạc. Tất nhiên. Tố Linh Tú gật đầu. Điều này không phải là bí mật gì, Hải Linh tộc và nhân tộc khác nhau, lĩnh vực này đã có liên quan đến ghi chép trong sách vở. Hải Linh Nhi lắc đầu nói. Cô ấy nghĩ rằng Tố Linh Tú có thể coi các tác phẩm kinh điển là vô căn cứ và đó là lý do tại sao cô ấy muốn đích thân tìm hiểu về nó. Không giống nhau. Tố Linh Tú lắc đầu. Các văn bản trong lĩnh vực này ghi chép khác nhau và không thấm sâu bằng hiểu biết của cô ấy. Ra khỏi nhà, Thải Linh Nhi không đi ngay mà ở tạm lại trang viên vì cô ấy vô cùng tò mò về thuật luyện đang kỳ diệu của Tố Linh Tú. Cơ thể thương tổn của tiêu lập vốn là không thể phục hồi, có thể đã biến thành tàn phế, thậm chí là không thể kéo dài thêm tuổi thọ, căn bản không thể điều trị được. Cho dù đó là một loại linh dược quý hiếm thì cũng không thể cứu chữa được. Cuối cùng, Tố Linh Tú đã dễ dàng chữa khỏi cho hắn trong một thời gian ngắn. Tố Linh Tú cũng rất hài lòng vì nghiên cứu về thần hồn lần này đã giúp cô thu được một chút thành quả và có những ý tưởng mới về cách luyện đan dược để tăng cường thần hồn. Và quan trọng nhất là, phí khám bệnh cũng không hề thấp mặc dù vạn thế minh là một tổ chức của những tán tu nhưng dù sao tiêu lập cũng là một chí cường giả vì vậy hắn có nhiều tiền ha ha phạm khai sơn ra ngoài đánh nhau một trận đi tiêu lập mới hồi phục hoàn toàn vết thương mặc dù hơi thở của hắn vẫn chưa đạt đến đỉnh cao nhưng hắn rất háo hức được thể hiện một chút để những người ở lôi vân sơn trang biết hắn không phải là kẻ phế vật kể cả vết thương như vậy cũng có thể chữa lành được thì những người khác của vạn thế minh bị thương nặng chắc cũng có thể chữa lành được. Vì vậy, hắn đã ngay lập tức hướng đến vương triều Thương Vân. Tiêu Lập, Phạm Khai Sơn lộ rõ vẻ sợ hãi. Bị trọng thương bởi thần khí của Lôi Vân Sơn Trang, thần hồn bị tổn hại, căn cơ bị tổn thương và Tiêu Lập, người đã bị phán quyết là tàn phế, hiện đang sống vui vẻ trước mặt hắn. Mặc dù khí tức chưa hồi phục đến đỉnh cao nhưng thương tích của hắn đã khỏi hẳn. Chỉ cần hắn tĩnh dưỡng vài ngày nữa thôi thì hắn sẽ có thể hoàn toàn bình phục. Thương thế của ngươi, làm sao có thể khỏi được? Phạm Khai Sơn không thể tin được. Trong trận đại chiến lần này với vạn thế minh, các cường giả của Linh tông cũng bị thương nặng, thậm chí còn ảnh hưởng đến căn cơ của họ. Ngay cả khi họ có nội tình và kho báu cất giấu thì vẫn có một số người chưa thể phục hồi giống như tiêu lập bị thương nặng như vậy lại có thể hoàn toàn bình phục không phải là những người bị thương khác của vạn thế minh cũng có thể hồi phục đến đỉnh cao rồi sao so sánh như vậy lỗ hổng của linh tông lại lớn hơn một chút lần này phạm khai sơn cảm thấy trong lòng rất khó chịu ha 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 không ngờ rằng ta tiêu lập lại hồi phục chúng ta hãy đến và giao đấu một lần để thử nghiệm xem thực lực của ta đã khôi phục được bao nhiêu tiêu lập vô cùng phấn khích hai luồng thiên địa linh cơ kết hợp làm một sức mạnh sẽ tăng lên hắn muốn thử nghiệm ầm ầm tiêu lập lập tức ra tay ta sợ ngươi chắc phạm khai sơn vung trùy lớn ra và bắt đầu cuộc chiến với tiêu lập sau một hồi chiến đấu tiêu lập càng đánh càng kích động càng đánh càng phấn khích sức mạnh của bản thân hắn thực sự được cải thiện và việc tụ tập sức mạnh thiên địa trở nên nhanh hơn và mạnh mẽ hơn một chút phạm khai sơn cũng ý thức được vấn đề này sắc mặt không khỏi xa sầm xuống. Hắn là làm như thế nào mới bình phục? Ánh mắt Phạm Khai Sơn trở nên tối tăm. Di tích xích minh tông, trường thanh các có liên quan gì đến chuyện này không? Trong tích tắc, Phạm Khai Sơn đã nghĩ đến một khả năng. Không lâu trước đây, thông tin tình báo thu được là tiêu lập đã đi đến Lạc Châu cùng với vị kia của hải linh tộc và điểm đến dường như chính là trường thanh các. Vì vậy phán đoán người sáng lập trường thanh các là vạn thế minh ngươi chữa lành vết thương của mình ở trường thanh cát à phạm khai sơn trầm giọng nói đúng thì sao tiêu lập cười khẩy hắn cũng biết rằng mình không thể giấu được chuyện chữa bệnh tại trường thanh cát được lắm nếu đúng là trường thanh cát thì tất nhiên ta sẽ đến tới cửa hỏi thăm phạm khai sơn hừ lạnh một tiếng trường thanh cát không đến lượt các ngươi làm loạn tiêu lập cười khẩy nộ chừng hai mắt định nói thêm gì nữa nhưng đột nhiên trở nên choáng váng sau lúc nộ trừng hai mắt lại há miệng thế này mình không định há miệng mà ngươi là muốn nói gì phạm khai sơn cau mày hỏi tiêu lập nộ trừng hai mắt mở miệng như thể hắn muốn đưa ra một lời tàn nhẫn nhưng hắn lại im lặng không nói gì phạm khai sơn hơi nghi ngờ trong lòng liên quan gì đến ngươi sau vài cú đấm hắn quay người bỏ đi không tiếp tục chiến đấu lúc quay người Tiêu lập nộ trừng hai mắt lại, và miệng hắn hé mở hoàn toàn ngoài ý muốn. Hắn hoảng sợ thầm bên trong trồng. Hiện vẫn chưa được lưu loát, đây là di chứng, một vấn đề mà nhỏ, tỉnh dưỡng một thời gian thì tự nhiên hồi phục, không cần tìm tố cô nương để điều trị. Tiêu lập tự an ủi mình trong lòng. Sau này đừng nộ trừng hai mắt, nếu tức giận nhìn chầm chầm sẽ há miệng thì không còn uy nghiêm nữa. Phạm Khai Sơn cũng không tiếp tục ra tay, trầm ngâm một lúc rồi chuyển tin tức về lôi vân sơn trang, kể cả vết thương của tiêu lập cũng có thể chữa lành được thì trường thanh các này không thể xem thường. Liệu trường thanh các có khả năng chữa bệnh thần kỳ như vậy là từ đâu mà đến, có liên quan gì đến vạn tinh võ đạo viện không? Phạm Khai Sơn trầm ngâm một lúc rồi bỗng có ý nghĩ, đi tìm thương vân hoàng vào lúc này để hắn sắp xếp. Trong trường thanh các, Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư ba người đều có chút bận rộn, chuẩn bị khám bệnh cho các võ giả, xếp các loại đang dược vào tủ thuốc theo hiệu quả của chúng. Thiết bị linh khí chẩn đoán cũng đã sẵn sàng. Đối với những vết thương thông thường, có thể trực tiếp lấy một viên đan dược để trị thương. Đối với cùng một vết thương, có thể tính lệ phí khám bệnh ngẫu nhiên, nhưng đối với những vết thương nghiêm trọng hơn hoặc nếu người bị thương có thực lực đáng kể, có thể tính lệ phí khám bệnh theo cách khác. Trong trường thanh các có rất nhiều người, vì vậy phải hạn chế số lượng bệnh nhân nhận xem bệnh mỗi ngày rốt cuộc xem bệnh cho người khác là để tu luyện là để tăng cường đạo thuật luyện đan là để tích lũy thu hoạch nội tình chứ không phải làm chậm trễ tu luyện của bản thân mình tố cô nương một số người bị thương ở bên trong vạn thế minh ta vết thương đều rất nghiêm trọng liệu ngươi có thể hỗ trợ điều trị một hoặc hai người không tiêu lập trở về và hỏi một cách cung kính có thể miễn là ngươi trả phí khám bệnh tố linh tú khẽ gật đầu và thêm một câu một số vết thương có thể cần một số loại linh dược đặc hiệu ngươi cần phải tự chuẩn bị linh dược ở đây ta sẽ không đảm bảo rằng có đầy đủ các loại linh dược chờ bệnh nhân đến đây ta sẽ xem qua nếu không đủ thì sẽ cho các ngươi biết tiêu lập vô cùng vui mừng gật đầu nói điều này là đương nhiên ta sẽ không đưa thiếu phí khám và chúng ta sẽ đảm bảo các loại linh dược cần thiết để điều trị hắn quay người lại ra lệnh cho chu hành chính chuẩn bị làm việc cho tử tế chờ tối linh tú sắp xếp, hắn cưỡi con đại bàn bay đi. Còn Thải Linh Nhi thì tiếp tục ở lại trong trang viên, cô tò mò về mọi thứ, tất cả những điều này để mở rộng tầm mắt. Thần y trường thanh cát, vết thương của con trai ta có thể chữa được không? Một người đàn ông cường tráng dịu một chàng trai trẻ ốm yếu, yếu ớt và có thể lúc nào cũng sắp tắt thở đi tới. Tố Linh Tú liếc nhìn, nhướng đôi lông mày thanh tú, nói, ra tay thật là độc ác, người này đã hoàn toàn trở nên tàn phế. Gã đàn ông mặt đỏ bừng lên vì tức giận, nói, những người của Linh Tông, đúng là đáng ghét. Giao tiền khám bệnh đi. Tố Linh Tú lười nói chuyện, Linh Tông hại người khác bị thương, là để cho bọn hắn tới cửa thăm dò mà thôi. Cho. Người đàn ông cường tráng lấy ra một loại linh dược tuyệt phẩm. Cho đứa trẻ này uống viên đan dược này là được rồi. Tố Linh Tú đưa cho hắn một viên hồi sinh đan rồi nói, Thực lực của đứa trẻ này quá yếu nên ngay cả khi đã bị tàn phế, chỉ cần một viên hồi sinh đan là đủ để khôi phục hoàn toàn. Chỉ một viên đan dược là có thể trị khỏi sao? Người đàn ông cao lớn nói với vẻ không tin, chỉ một đan dược có thể phục hồi một người bị tàn phế không, mặc dù khó tin, nhưng hắn vẫn cho đan dược vào miệng cậu bé. Chỉ sau vài hơi thở, hơi thở của cậu bé đã ổn định lại và khuôn mặt tái nhợt của cậu bé cũng có màu máu. Cha ta cảm thấy khỏe hơn rồi. Cậu bé mở mắt ra, phấn khích nói. Thật sự, quá tốt, quá tốt rồi. Người đàn ông cao lớn phấn khích không ngừng. Cảm ơn thần y đã cứu mạng, không biết tôn tính đại danh của thần y là gì, ơn cứu mạng này nhất định phải báo đáp. Chu hành chính chen ngang nói, vị này là đang y tiên tử tố linh tú. Đang y tiên tử. Người đàn ông to lớn lẩm bẩm vài câu, cảm ơn rối rít và cổng cậu bé rời đi tố cô nương có thể là linh tông đã để hắn đến có vẻ như linh tông để mắt đến trường thanh cát nhưng đừng lo có ta chu hành chính ở đây ta sẽ không để linh tông gây rắc rối chu hành chính vỗ ngực nói chó của linh tông nếu chúng muốn gây rắc rối đừng có mà trách ta dù sao thì đã lâu rồi ta không được chôn sống ai nên trong việc chôn người ta có hơi yếu tố linh tú cười lạnh họ thực sự nghĩ rằng cô ấy là một người nhân từ và mềm yếu dễ bị bắt nạt sao trong những ngày sau đó lần lượt có một số võ giả bị thương nặng đến đây hầu hết họ đều bị hủy hoại về căn cơ tu luyện những người như thế này thì không thể hồi phục tại lĩnh vực này điều này có nghĩa là họ đã bị phế bỏ những võ giả bị thương đến đây đều có thực lực khác nhau như tông sư đại tông sư tiểu thiên nhân đại thiên nhân và một cường giả mạnh nhất một luyện thần thiên nhân sơ kỳ sự thăm dò của Linh Tông rất rõ ràng và thông tin này nằm trong dự đoán của họ. Ngay từ ngày thành lập trường Thanh Cát, họ đã tiên liệu được những việc này, và tối Linh Tú cũng không quan tâm, chỉ cần trả đủ tiền khám bệnh là được. Cô ấy thậm chí không muốn ra ngoài, tất cả bọn họ đều được Nguyệt Nhi trực tiếp cho đan dược để chữa trị. Linh Tông giàu thế nhỉ. Nguyệt Nhi nhìn vào một số linh dược tuyệt phẩm và thốt lên. Linh Tông thu phí xem bệnh, các võ giả càng mạnh thì phí càng cao. Nếu không hài lòng, cứ bỏ qua, không cần chiều theo ý họ, cứ tùy vào tâm trạng để đối xử với họ. Tố Linh Tú nói với vẻ mặt phấn khích. Cô ấy không phản đối việc chữa trị cho các võ giả của Linh Tông, nhưng cô ấy muốn điều chỉnh một chút về chi phí khám bệnh để có thể thu thập được nhiều tài nguyên hơn từ Linh Tông. Lý Huyền thậm chí còn không quan tâm đến việc Linh Tông đang thăm dò vì thần cảnh chính là sức mạnh của hắn. Trong những ngày gần đây, Mạnh Trùng và Hứa Viêm lần lượt gửi phản hồi và hầu hết chúng đều là theo nhóm đột xuất, tất nhiên là không có tin tức liên quan đến hai người của họ được lan truyền nhanh chóng như vậy. Dù sao thì việc truyền bá thông tin cũng mất một khoảng thời gian nhất định, đặc biệt là do Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã rời khỏi Lạc Châu từ lâu. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, đã đánh bại thiên kiêu của Linh Tông với một người chọi năm và ngươi đã đạt được thần yên thức thứ 9 đại đạo kim thư phản hồi một lần nữa thần yên đã hoàn thành gom đủ chính thức thần yên cửu thức của ngươi đã kết hợp lại đạt được đại thần thông về thần yên đại thần thông lý huyền thầm phấn khích trong lòng sức mạnh của thần yên là không thể nghi ngờ chính thức khi kết hợp với nhau sẽ trở thành đại thần thông và khi sử dụng nó sẽ có một sức mạnh mạnh mẽ không thể so được với các thần thông hiện có của hắn nếu như sử dụng pháp thiên tượng địa để nâng cao thần yên thì sức mạnh của nó sẽ vô cùng kinh khủng. Sức mạnh của hắn một lần nữa được tăng lên. Hứa viêm đã chiến đấu không phải ít, hẳn là đã tích lũy đủ nội tình, sắp đột phá thần nguyên cảnh rồi phải không? Lý huyền đầy mong đợi. Mạnh trùng đang tiếp cận tầng thứ nhất của bất diệt kim thân, hắn cũng sẽ sớm đột phá. Dục thân võ đạo của mạnh trùng trong trận đại chiến đã tăng lên đáng kể hiệu quả của bất diệt kim thân tố linh tú chỉ cách nửa bước nữa là đạt đến thần ý cảnh viên mãn vì vậy việc đột phá của mạnh trùng cũng không còn xa vài ngày sau đại đạo kim thư đã phản hồi mạnh trùng đồ đệ của ngươi đã viên mãn tầng thứ nhất của đại nhật bất diệt kim thân bất diệt kim thân của ngươi đã đạt đến đại thành tầng thứ hai lý huyền cảm thấy dễ chịu hơn hắn đang chờ mạnh trùng nghiên cứu ra tầng thứ ba của bất diệt kim thân thì nhục thân võ đạo của hắn sẽ đến thần thông cảnh và sau đó hắn có thể tạo ra thần thông của nhục thân võ đạo